Rồi, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú. Buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh đang có khán giả về viếng mộ này cô chú anh chị. Dạ con chào bà. Chào cô nhà. Đây mấy ngày chạy. Ngày chạy. Trăm năm mấy thì Vũ Linh năm nay. Dạ 1958. Dạ. Nhưng mà điều bự hơn con kêu bằng chú. Nhưng mà điều thật ra bình thường là cứ kêu. Hôm nay có dịp đi ngang ở đây ghé thăm chú Vũ Linh. Nghệ sĩ chết nhiều cho mình không có không có ấn tượng ai hết mà nó chết nhớ hoài. Nó buồn buồn trong bụng. Nhớ hoài, nhớ cho kỹ. Dạ. Tối nào đi làm cũng nghe, cũng mở cái lương thì cái nào có Vũ Linh thì nghe, không có không nghe. Gia đình mình ở đâu bà? Ừ? Gia đình bà. Tây vậy con? Dạ, An Tây. Bữa nay mình đi đám tang hả bà? Thằng em thứ bảy của cô chết. Dạ. Dạ. Mới ghé đi luôn chứ. Dạ. Dạ. Vậy tụi con cũng xin chia buồn cùng gia đình nha cô. Rồi, cảm ơn tụi con nha. Dạ. Lỗi đau dữ hả? Gia đình ở An Tây đến viếng mộ chú Vũ Linh. An Tây Bến Cát. Có chú anh chị. Nắng quá ta. Có nhà có nhà. Đang có khán giả ở bên trong viếng mộ chú Vũ Linh của chú anh chị. Lúc này thì buổi sáng cũng 9:47 rồi cô chú anh chị, thì Hiền Tiên cũng rất là bất ngờ khi mà nhận được một cái tattoo từ anh Song Minh, nên là cũng xin cập nhật cho bà con cô bác xem nha. Hai anh em quen biết hơn 20 năm và ngày càng thân thiết, chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi với nhau. Vì sao ra nông nổi? Vì hai anh em hợp nhau từ quan điểm sống, luôn chăm lo cho gia đình và hết mình với nghề nghiệp. Đặc biệt là hai anh em này rất giàu. Giàu ở đây là giàu tình yêu thương với những người cần yêu thương. Tim không quay xe vì đã block số da. Đó, rất là bất ngờ khi mà thấy được cái tin này từ anh Song Minh. Cô chú anh chị, nếu những cái tin thường thì Tiên cũng không có cập nhật đâu. Nhưng mà quan trọng là tim không quay xe cô chú anh chị. Vì đã block số dê ha, một cái tên phải nói rất là đặc biệt cô chú anh chị. Và một cái tấm hình anh Nguyên Vũ và anh Song Lưng Song Minh chụp với nhau cô chú anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng cập nhật cho bà con cô bác. Mấy bữa nay thấy chị Hồng Loan rất là hương, cũng như là có những cái chuyện buồn của chú anh chị chưa có giải quyết đó. Và cũng như là tối này thì chị cũng có đi dự một cái bữa tiệc sinh nhật, thì trong cái bữa tiệc đó thì thấy chị rất là vui với chị Ni cũng như là anh Hải và bé Bun đó, thì mình thấy cũng có vẻ là tâm trạng chị cũng khá là ổn hơn so với những ngày trước của chú anh chị. Có anh chị về viếng mộ của chú Linh. Dạ, chào anh chị ha. Có anh chị ở Bình Dương lên viếng mộ chú Vũ Linh. Thank you.
chụp hình ông lên chụp hình mình cho. Chụp đi làm kỷ niệm. Kỷ niệm lần đầu tiên đến Mộ Cậu. Chụp hình làm kỷ niệm. Chụp lên bút lên cái lào hay là cái gì đó cũng được. Nhà chị chụp hình cô chú anh chị. Nắng quá cô chú ơi. Có dầu mà nắng quá anh Ngọc. Ê, dầu này nó lẻ chắc mình hụt ra đây giúp nó che chút xíu, nào mà tại giờ nắng nó hơi xéo rồi, thấy không? Ngày nào nắng vô nó chụp cho đêm bên phải. Bây giờ thì nắng hướng này mình đưa vô hướng này. Hai anh chị có thể giờ. Hai anh chị với anh giống YouTube quá ha. Ai cũng mang cái ba lô á. À, bây giờ tinh thần á, hồi đại giờ tinh thần nè cô chú. Không cần đeo ba lô cũng lẫn là làm cũng đâu có làm. Nhưng mà mình đi xa đó là mình phải mang cái ba lô tại đủ đồ nghề trong đó. Nên nhiều cái dễ nhận biết là vậy. Nó cũng đơn giản cái là nó không, ví dụ như hồi xưa mình không có cái ba lô quá thì mình gửi mình bỏ vô này kia nọ nó dễ bị rớt lắm. Bớt tiền rồi quý rồi là mình bỏ ư nó chạy xe là ư bị rớt. Còn bây giờ có cái bớt này mình bỏ điện thoại vô cái nó không cũng trộm cái túi mình nữa. Rất là gọn đơn mà giản. Giờ là YouTube ra đường là cũng rất là nhiều nha. Giờ cái ngày này đang rất là hạnh luôn. Nói chung là giờ đông lắm, hồi xưa là ít lắm, bây giờ là rất là nhiều chủ đề để làm. Cũng như Ngọc không biết chữ, Ngọc không biết làm YouTube. Cũng mà con nó chạy nước nó chảy kìa chú. Tao cúng chị đó, chị của tao. Nếu mà mày nói vậy thôi đi đó. Tao đem xuống. Chạy tao đem xuống. Hoàn cảnh nó khó quá lắm mà. Chị lấy ơi. Đi chỗ chứ thôi, đi chỗ đó chị ra ngoài góc cây rồi chú uống nào. Mấy chị hoài. Đi ra ngoài kia luôn coi chú anh chị ơi. Chú di cư ra ngoài gốc cây này. Chú ra ngoài đây nè cô chú anh chị. Có gì đâu mà dưới chỗ nha. Mấy đêm mày dưới chỗ nha. Dạ nãy giờ không ai chửi chú ra, nói chú gì vậy chú ơi. Chú đừng nói tụi con chửi, tụi con mang tội. Xấu tao nó thật sự là xấu nó tao biết lắm. Ủa cái gì vậy? Sao chú cởi áo ra gì vậy? Lau rồi chú ơi, lau rồi. Cởi áo ra đặng lau. Không dừng lại đi. Mình đứng xa mà đường nào cũng không rõ luôn. Ông Phật không dụng lòng á, chứ ông Phật không có dụng tiền. Dạ. Nếu mà dụng tiền ông Phật mà ông dụng tiền nha. Chú Tiểu cũng xin kết thúc.